Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta về đây chơi quốc tế một chút xíu. Tôi thấy quy định của pháp luật về luật của Mỹ về việc đòi nợ nó hay quá, và cũng ước mong rằng là sẽ gửi những cái thông tin này trên một cái diễn đàn để chúng ta cùng nhau bàn luận, để xã hội ngày càng phát triển hơn. Về những cái quy định về tranh chấp hợp đồng vay tài sản và đòi nợ ở Việt Nam thì tôi cũng làm rất là nhiều. Hôm nay mình ra sân chơi quốc tế một tí xíu. Tôi thấy một cái bài báo và tôi đọc, và nếu được thì tôi sẽ dừng lại để mà phân tích cho quý vị và các bạn những điều không được phép vi phạm khi muốn đòi nợ ở Mỹ. Ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam nha. Một tí nữa mấy bạn sau khi đọc rồi lại áp dụng quy định ở Việt Nam là không đúng. Đây là một cái bài báo được đăng trên trang Express. Đòi nợ chỉ được liên lạc với khách hàng trong khung từ 8 giờ đến 9 giờ tối. Không được phép khủng bố điện thoại hay công khai danh tính. Ở Việt Nam thì sau khi đòi nợ không được thì lại hàng xóm láng giềng là để cho người nào đó mất uy tín về danh dự. Thậm chí thuê cả những cái anh chị dùng cái quyền lực để mà khống chế, buộc phải có nghĩa vụ trả tiền. Ngày 20 tháng 9 năm 1977, Quốc hội Mỹ thông qua luật quy định về phương thức thu nợ hợp lý, Fair Debt Collection Practice Act, với mục đích xóa bỏ tình trạng bên nợ đòi sử dụng biện pháp tàn độc và khuyến khích đòi nợ hợp lý hơn. Đây là cơ sở pháp lý để người vay tiền có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua quyền được tiếp cận thông tin để xác minh thực hư các khoản vay, thời khởi kiện người thu nợ khi có vi phạm xảy ra. Theo Consumer Finance, đạo luật trên nghiêm cấm một số hành vi đòi nợ có dấu hiệu như nhũng nhiễu, lừa đảo, bao gồm người đòi nợ chỉ được phép liên lạc với khách hàng vay tiền trong khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ tối. Nếu người vay tiền bận rộn trong những khung giờ khác, người làm đêm hay ngủ ngày, đòi nợ cũng không được phép liên lạc trong thời điểm đó. Gần ha quý vị và các bạn. Bên đòi nợ cũng không được phép khủng bố điện thoại khách hàng như nhắn tin hoặc nhá số máy, đổ chuông liên tục với ý định quấy rầy, nhũng nhiễu hoặc làm phiền chủ nhân số điện thoại mình gọi. Công ty đòi nợ không được tiếp cận khách hàng ở một nơi họ làm việc sau khi được khách hàng biết hành vi đó không được chủ lao động cho phép hoặc chấp nhận. Bên cạnh đó, hành vi liên lạc với khách hàng khi biết rõ ràng họ đã có luật sư đại diện cũng bị nghiêm cấm. Nếu khách hàng nói rõ có thuê luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi của mình, bên đòi nợ buộc phải liên lạc với luật sư giải quyết. Hay quá quý vị và các bạn. Nếu quy định này ở Việt Nam thì chúng tôi sẽ có việc làm đây. Tại vì nếu như trong trường hợp một cái con nợ nào đó họ bảo rằng là đừng làm phiền với tôi, vụ việc này tôi đã liên hệ với luật sư của chúng tôi, thì anh chỉ có liên lạc luật sư với chúng tôi thì thôi. Thì như vậy thì nếu cái đạo luật này được ứng dụng ở Việt Nam thì chắc chắn là sẽ có nhiều người sử dụng, nhiều người mời luật sư. Không được đưa tên, tuổi, địa chỉ, thông tin cá nhân của khách hàng vào danh sách quỵt tiền hay công khai danh tánh danh sách đó. Một số công ty đòi nợ thậm chí còn liên lạc với hàng xóm hoặc đồng nghiệp của con nợ để tiết lộ về những cái khoản nợ của khách hàng. Hành vi này được cho là bị nghiêm cấm. Kỳ quá ha. Bên đòi nợ chỉ được phép gọi điện cho hàng xóm để xác minh địa chỉ chính xác của con nợ và không được tiết lộ với bên thứ ba về khoản nợ, trừ vợ chồng hoặc luật sư. Ngoài ra, một số hành vi bị cấm như đe dọa, bắt giữ hoặc khởi kiện con nợ trên căn cứ không được pháp luật cho phép, như nói lời năng mạ hoặc tục tiểu với con nợ trong quá trình liên lạc để giải quyết các khoản nợ, lừa dối để thu nợ, ví dụ làm giả luật sư hoặc cảnh sát để gây sức ép về tinh thần. À,
ai chứ ở Việt Nam mình cái khoản này có. Hình phạt và đảm bảo thực hiện. Ban đầu Ủy ban Thương mại Liên bang là cơ quan trao thẩm quyền đảm bảo thực thi pháp luật. Tuy nhiên tới năm 2010, thẩm quyền này được chuyển cho Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng. Đạo luật trên đã trao quyền cho khách hàng bị quấy rối được quyền khởi kiện đến tòa án bang hoặc liên bang để bồi thường những cái thiệt hại gây ra từ hoạt động thu nợ của bên đòi nợ thuê, bao gồm cả thiệt hại thực tế và thiệt hại theo luật định, phí luật sư và phí thụ lý vụ việc. Để được nhận bồi thường, người bị làm phiền không nhất thiết phải chứng minh có được thiệt hại thực tế xảy ra hay không, mà vẫn có thể nhận được cái khoản bồi thường theo luật có giá trị là 1.000 đô la. Bên đòi nợ thuê cũng có thể không bị phạt nếu họ chứng minh được hành động vi phạm của mình là không cố ý và vi phạm vẫn xảy ra mặc dù họ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn các hành động vi phạm ấy. Thực tế thì ở Việt Nam, nếu trong trường hợp tranh chấp hợp đồng vay tiền mà tòa án chấp nhận cái phán quyết cái người con nợ và buộc cái người bị đơn phải trả tiền thì án phí là bị đơn chịu, còn thì những cái phí luật sư, những cái chi phí khác thì nguyên đơn phải chịu thôi, và những cái chi phí này sẽ không được liệt kê vào trong chi phí tố tụng các bạn ạ. Ví dụ trong vụ Zura kiện công ty đòi nợ Aman, về phía công ty đòi nợ khởi kiện vì cho rằng họ đã gọi điện thoại ngoài khung giờ cho phép. Nhưng công ty đưa ra bằng chứng rằng cho thấy nội dung của cuộc gọi không hề có chứa nội dung, thông tin và lời lẽ vi phạm pháp luật. Nguyên nhân sai lệch là thời gian, do chênh lệch múi giờ, nhân viên công ty thực hiện cuộc gọi chỉ là yêu cầu trước đó của con nợ xác minh giấy ghi nợ. Sau khi giải thích thì công ty này không bị phạt tiền. Thưa quý vị và các bạn, thì đó là những quy định của pháp luật của Hoa Kỳ. Tuy nhiên những quy định của pháp luật Việt Nam thì tương đối là rõ ràng. Nếu trong trường hợp các bên tranh chấp, các bên ý chí là cho vay tự nguyện, mượn tự nguyện, có lãi suất, có thời hạn, có những cái thời hạn trả, thì nếu trong trường hợp hết thời hạn đó thì chúng ta sẽ khởi kiện ở tòa án bằng một cái phán quyết dân sự. Nếu như trong trường hợp vẫn ở Việt Nam, vẫn có những trường hợp nếu có giấy gây nợ nhưng mà không khởi kiện ở tòa án đâu, dùng những cái hình thức khác để ép buộc cái con nợ phải có nghĩa vụ trả, và thậm chí có một số nơi lại đưa ra hình sự hóa vấn đề dân sự. Hy vọng rằng một chút nhìn ra thế giới sẽ giúp cho quý vị và các bạn giải tỏa đi những ngày vất vả. Hy vọng rằng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ song hành cùng quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi nào cần đến sự trợ giúp, cần đến sự hướng dẫn của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì hãy mạnh dạn để lại comment hoặc điện thoại cho luật sư theo số điện thoại 0903 392 861. Tôi xin trân trọng cảm ơn.